Bây giờ anh em được Khải Trúc này. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và ở lần này, video này thì Khải sẽ làm một video hóng binh bắt thứ ba cho anh em xem. Nói chung là cái vị tiêu ha, thì hôm qua là còn cái kích nè. Hồi trưa nay 11 giờ Khải đập một nhát cho vui ra cái tiêu. Giờ Khải cũng đã chuẩn bị được 4 lần hóng binh. Thì trên livestream trong buổi tối ngày hôm nay thì cũng đã 10 giờ tối rồi. Thì cũng khá nhiều anh em bảo Khải là có ý kiến là hiện tại tối nay sẽ lấy tiếp tục một con lôn, ép tiếp nha anh em. Là tại vì nó ra tất cả vũ khí rồi, nó chỉ còn thiếu mỗi cái đao thôi. Tất cả anh em trên kênh này đều bảo là con lôn sẽ đập tiếp tục, thì sẽ ra cái đao trong khoảng 1 đến 2 lần đập thôi. Thì ok, thì cũng theo ý kiến của anh em thì Khải sẽ bắt đầu đập tiếp con lôn nha anh em. Nếu mà không lên thì hẹn anh em ngày mai hay ngày mốt ngày kia đó, Khải sẽ chắc ép hết khác anh em ơi. Tại vì ếch này to thật sự rồi anh em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đập phát đầu tiên cho anh em xem. Một phát ngay đúng không? Hoàng kim tôn giả cho xin cái đao. Ok, anh em chat hùng hoàng kim tôn giả cho em xin cây đại phong đao. Xin cái đao anh em ơi. À, không có đao nữa, to luôn em. Đại phong đao cấp 10, cho em xin cây đại phong đao em ơi. Ở gia dược điền đó, ba mẹ nó, cho em xin cây đại phong đao lại ca. Rồi đọc nha, đọc nha anh em. Cho em xin cây đại phong đao ít nhất 50 vạn lượng. Ai xa, trong rương, bỏ tỏ tiền rồi mà auto nó lụm hết nè. Ok, lần đầu là bị quên tiền vạn nè. Rồi 400 vạn rồi nha. Rồi xin lại cái đại phong đao. Anh em đang xem cho một like em ơi. Tiếp tục bắt ba nha em. Vô 600 người lên 600 người xem rồi đập hả. Chúc may mắn đại phong đao Dương Minh này. Ok anh em này, để Khải bắt đầu làm phát đầu tiên thử như thế nào nè. Khải sẽ được 4 lần rồi em ơi. Được 4 lần đập thôi. Rồi lên rồi anh em ơi. Mà không biết là cái gì đây, không biết là gì anh em. Anh em đang xem cho một like chia sẻ lên 600 view rồi, Khải khui anh em. 600 người xem rồi, đọc đọc rồi anh em, đọc rồi anh em. Bây giờ này khui này. Rồi chì, trời ơi đen anh em ơi, đen rồi. Quay lại chì rồi anh em ơi. Chết rồi, lần thứ hai mới ra hả? Không xin được thì bút khéo khéo thông. Anh em cho Khải lấy bình tĩnh, lấy một like bình tĩnh em. Ra cây ra cái chùy anh em ơi. Trời ơi, ra cái đao không ra, cái đao chùy ta. Nhỏ vậy. tiếp tục. Xin cái đao em ơi, xin cái đao em ơi, chua quá. Xin cái đao anh em. Tắt cho nó đẹp quá, trời ơi. Xin cái đao chua lẹ anh em. Ai tiếp tục này, lần hai, đây là bói lần hai nha anh em. Xin cái đao anh em ơi, xin cái đao vãi thiệt, ra cái chì trắng đời luôn nè. Rồi sáu nhân viên giờ khai động phát này anh em. Anh em chia sẻ mạnh, sáu nhân viên khai động cái anh em. Đổi vũ khí trên người à? Ây chà, vứt vũ khí người ra đi. À, cầm cái đào này, người chán quá, không cho đào sao nè. Rồi, khỏi đào luôn. Rồi, vô. Lần thứ 3 sẽ tấn công. Rồi, ép nha em ơi. Thành công. Ôi trời ơi, trời ơi gì đây ta. Đốt nhang xin ông thổ địa đi anh ơi. Lần thứ hai mới ra em bấm tay rồi hả? Ok tơ ca tơ nha. Qua đốt nhang nha thằng Amin đi. Lấy được cá. Hiện tại bây giờ thì Khải theo ý kiến của anh em là lụm ạc con lôn này hóng hết trong buổi tối ngày hôm nay. Nếu mà không ra đao coi như bỏ nè mày. Nếu không ra đao ngày mai lụm ạc khác thôi. Chứ tầm này nó thiệt em chứ. Cũng khá nhiều anh em donate này nọ, nhưng mà thì số tiền donate đó Khải cũng đập vô hết rồi em ơi. Khải đập vô hết rồi em ơi. Rồi vô này. Hôm qua đập nhanh rồi em, hôm qua đập nhanh vãi lên luôn em. 8 phát cả đập rẹt rẹt luôn em. Nành này. Nành này. Nành này. Trời má tiêu nữa không? Chết rồi. Tiêu qua chùy giờ quay lại tiêu vãi rồi. Vãi lên.
quay lại tiêu nữa vái chướng. To nè. Vãi thiệt. Tiêu nè, chán đời gơ ta. Rồi tiếp tục nè, còn hai cái cuối nè mày. Không ổn nữa là bắt ba này to nè. Nó chán dữ ta. Xin cái đầu không ra, chán thiệt. Rồi tiếp tục nè. Anh Linh rồi nè mày. Má không ra đầu, chán thiệt chứ. Còn hai phát cuối nè. Đưa em khác đọc đi. Tại bây giờ khác có một cái nha. Nếu mà cái này không ra đâu, Khải sẽ chích cho bạn Thiên Nhẫn đọc. Như theo ý của anh em là không để anh em phận lòng, thì cũng có anh em nhiều ý kiến là bảo bạn đưa bạn Thiên Nhẫn đọc. Giờ ra đau này. Nhất quá tâm sẽ ra đau. Lên này anh em ơi, lên này anh em ơi. Anh em cho một like anh em ơi. Ôi yes, yeah. Trời ơi, cái đau của tôi. Trời mẹ ơi. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều. Trời ơi, đấy anh em ơi, trời mẹ ơi. Anh em thấy chưa, trời ơi. Wow. Đây. Chất như nước cấp. Trời ơi, mừng quá anh em ơi. Trời ơi, mừng quá. Trời ơi, mừng quá anh em ơi. Trời ơi, phát thứ ba lên luôn em ơi. Phát thứ ba lên luôn em ơi. Wow. Ôi, mừng quá em ơi. Cái này Khải khó coi, tính ra là 15 lần. Khải tính sơ sơ 15 lần là bao nhiêu tiền ta. À, hiệu ứng giờ đẹp ngay nè. Đào được tay 2 cái 5 ngay nè, thấy chưa. Má mấy hôm cầm cái đào ghẻ, chán vãi nồi. Mấy hôm cầm đào ghẻ được tay cái cặp 7. Chán kinh khủng. Chán kinh khủng luôn nè. À, anh em quá mừng luôn em ơi. Trời ơi, ngày mai tổng kim quả cho anh em đánh tốt cho anh em xem nha. Ngày mai tổng kim quả tổng cốt tốt cho anh em xem nha. Ôi trời ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha. Cảm ơn 700 anh em đang xem livestream nha. Cảm ơn anh em đang xem livestream nha. Em mới là đau 100%. Ok nè, nãy có anh em nào nói gì lần 3 sẽ ra đau chắc chắn luôn. Thôn quá em ơi. Đập luôn cái thương luôn hả? Đập luôn cái thương hả? Ok, đập luôn cái thương đúng không? Đập luôn cái thương Khải sẽ được bây giờ nè. Nói chung là cũng cảm ơn tất cả anh em đang đồng hành với kênh YouTube của Khải. Nói chung là gần 700 anh em đang xem và không xem cái đao này. Siêu phẩm đã xuất hiện anh em ơi. No 1 server nha anh em. Cái đao này no 1 server nha anh em. Hiện tại bây giờ chưa có cái đao nào hơn cái đao Khải nha anh em. Đa số là chỉ có đao kích này nọ sát thương một dòng thôi anh em ơi. Hoặc là hai dòng thôi, không có tốc độ đánh nha. Đó. Rồi ok anh em. Rồi hóng luôn cái kích luôn đúng không? Hóng luôn cái kích luôn đang đỏ đúng không? Lực tay nhiều rồi, lực tay lên 2k5 anh em. Lực tay lên 800k lận anh em. Lực tay lên 800 điểm lận anh em. Bán anh em Khải sẽ đọc tiếp cái thương nha. Thì lại cái thương Khải nãy Khải mới mua đó, cái thương nha anh em. Cái này thì chắc chắn thì hiện tại bây giờ thì ạch này nó lên đau rồi, Khải nghĩ chứ không lên được, không nên đọc ạch này nữa. Khải sẽ giao dịch về ạch anh em thích ạch giờ này cho Khải phím 1 hay phím 2 này. Phím 1 thì Khải sẽ được Thiên Nhẫn ép. Phím 2 thì Khải sẽ được đưa ạc Thí Yên ép. Anh em thích ạc nào anh em cho phím 1 hoặc phím 2 dùng Khải anh em. Phím 1 hoặc phím 2 dùng Khải anh em. Hốn cái kết luôn ok này. Đau hết cả tim hả? Ok anh em này. Bây giờ này Khải sẽ hốn tiếp cái cây hút nội lực anh em. Rồi đang hơn đúng không? Khải quýt ít phục diện cho nó cánh nữa nó đậm phát cuối này. Rồi đấu Thí Yên là Thiên Nhẫn này anh em. Anh em muốn ạch nào đây nè. Hóng cây thương dùng ạch này luôn Khải. Giờ lấy ạch công luôn. Tiếp nó là ra ngoài á. Bây giờ này anh em muốn là Thí Yên hoặc là Thiên Nhẫn nè. Được rồi Khải có cái thương không? Không có, không có hóng bình thường. À đây là có hóng bình thường. Đưa lên cấp 8 nè. Đưa lên cấp 8 rồi nè. Đưa lên cấp 8 rồi nè.
thu hút nỗ lực nha anh em. Xa vào con đường này thì xác định ừ, tốn tiền vãi. 15 lần mới ra cây đào. Đúng 15 lần đúng không? Hôm qua là 9 lần kèm với ngày trước 3 lần là 12, hôm nay 3 lần, đúng 15 lần. Hết 15 lần. Hết 2 triệu tiền hốt. Cộng phôi. Cộng phôi bằng 3 triệu. Vẫn rẻ. Ai 2 2 2. Một là thiên nhẫn, hai thứ gì đúng không? Một thiên nhẫn, hai là thứ gì? Đập luôn đi, cho cái đó ạc làm gì? Chơi ạc này luôn. Rồi, đã chuyển qua thứ gì anh em ơi? Nhiều anh em bạn thứ gì quá. Ok, đã khả chuyển ạc thứ gì đập cho anh em xem nha. Khả sẽ chuyển sang ạc thứ gì đập cho anh em xem. Đập luôn ạc này, đập luôn ạc này. Ok. Hai thứ, đa số thiên nhiều anh em, đỡ khả chuyển thiên này. Khả theo ý anh em mà. Rồi, đỡ khả vô ạc thiên. Đỡ khả vô ạc thiên rồi, đập thiên cho anh em xem nha. Này còn một phát cuối anh em, còn không lên thì đỡ tiếp tục sẽ có clip khác. Đập cây hút nỗ lực, tiếp tục nha anh em. Đỡ khả chuyển ạc thiên nữa. Thí yên không ra được võ lâm hình xương. Ok, khả vô ạc thí yên nè. Rất là nhiều anh em đồng tình với ạc thí yên. Ok, nói chung là khả theo số đông anh em, chứ khả không có quyết, khả theo anh em hết. Khả theo anh em hết nên là anh em cứ như thế nào thì khả chiều như thế đó cho anh em vui. Mà anh em vui rồi thì đừng quên đỡ lại một like chia sẻ giùm khả nó được nha anh em. Đúng là thí yên rồi. Rồi ok, Thí Yên đang bận trên người xếp mấy bánh bẫy nha nè. Rồi Thí Yên đã giao dịch Thí Yên nè. Thí Yên Dương. Được, Khả chuyển cái màn hình quẹt Thí Yên cho anh em xem nha. Khả sẽ hóa Thí Yên một phát thử như thế nào. Đấy, nó đang chạy nè. Rồi ok, Thí Yên qua được cái, ra được cái đao là mừng quá nè mày, quá mừng luôn nè mày. Thiệt chứ chờ đợi mấy ngày này ra được cái đao thì mới đánh tống kim được anh em. Không ra đao không bao giờ đánh tống kim được, kém lắm. Rồi tiếp tục. Nếu mà không ra thì ngày mai sẽ tiếp tục Thí Yên nha anh em, sẽ tiếp tục Thí Yên đập cho anh em xem nha. Thí Yên hoặc thiên nhẫn thì nói chung là đã theo Thí Yên thì theo Thí Yên đi. Rồi trăm vạn. Rồi, mà thấy chưa? Luôn ạch này á. Đồ anh em nhiều người vậy mà ta, sao nhiều ý kiến vậy? Thôi giờ ok thôi, cho anh em khỏi phải nói đi. Ok, khả đập luôn ạch này đi. Đó, chốt hạ ạch này nha nè. Tại vì là anh em thích ạch Thí Yên á. Ok, chốt luôn ạch này luôn. Rồi. Anh em thích thì ngút luôn cái này nè. Đó, hiện tại bây giờ thì cái thương của Khải chỉ có cấp 8 thôi anh em ơi. Khải không có đồ phổ nữa là thôi, ngút luôn. Ngút luôn nè. Tiếp tục này, tiếp tục này, tiếp tục này. Này, trong 7 này. Tiếp tục này. Thất bại. Thấy chưa anh em, ạc này nó đã thất. Nó đã ép nãy chưa thất bại, Khải nghĩ rồi. Đã nghi nghi ạc này nó sẽ thất bại rồi. Tại vì là nó đã lên 3 lần rồi anh em. Nó lên 3 lần rồi thất bại rồi. Ok, nó thất bại này mày đỡ ngày mai tính tiếp. Cái nó nghĩ không nên đưa này đâu, tại vì này nó lên 3 lần liên tiếp anh em. Anh em không để ý cái vấn đề nó xoay chuyển anh em. Tại vì anh em để ý không? 3 lần đập liên tiếp phải đập lên, đúng chưa? 3 lần liên tiếp đập lên thì Khải nghĩ cái lần này sẽ chắc chắn sẽ xịt. Mà anh em cứ một là cứ đòi chính này nên là nó xịt đó, xịt cho anh em thấy nha. Xịt đó, xịt hoàn toàn luôn. Xịt hoàn toàn luôn em. Rồi ok, ngày mai cái này Khải tiếp tục Khải mua Hoàng Bình, Khải đập tiếp Thủy Tinh thôi. Hiện tại bây giờ Hoàng Bình thì Khải khá là nhiều, Khải 5 cục này. Đó anh em. Xịt rồi, xịt rồi. Lên 3 lần, lần 4.
chắc 100% là xịt mạng đeo phong tin. Cái đó là Khải nghĩ là nên chuyển giải khác nè. Lên 3 lần là 75% rồi. Lần cuối 4 sẽ xịt 25% mà anh em không tin. Rồi ok, Phúc Duyên nó ở trong người có sẵn nè. Phúc Duyên Khải ở trong người có sẵn á. Ok, tiếp tục nè em ơi, giá này hay rồi nè em. Nói chung là xong thì siêu phẩm thì được cái đao. Đó. Nói chung là anh em đã và đang xem video này, đừng quên để lại Khải một like và chia sẻ nha em ơi. Và video này Khải sẽ up lên ngày mai. Cho những anh em nào hôm nay không xem được trực tiếp livestream hôm nay thì có thể xem lại ngày mai nha em. Và đừng quên ủng hộ Khải một like, chia sẻ lên 200 like. Thì Khải sẽ tiếp tục hóng bình cây kích hút nội lực tiếp tục nha em ơi. Khải sẽ cố tiếp tục hóng bình cây kích hút nội lực để lên cái đao để cầm chan luôn nha em. Đây nè. Xin chào và kích để trước khi Khải tạm dừng clip video này. Đó. Rồi ok. Ngừng clip ở đây và chúng ta sẽ tiếp